Trong video clip của buổi sáng hôm nay thì Tuấn Long xin giới thiệu với quý khách hàng xem và chiêm ngưỡng một bộ bàn ghế phải nói là đẹp nhất từ trước đến nay của xưởng gỗ Tuấn Long chúng tôi làm ra. Đó là bộ tân cổ điển mang phong cách châu Âu, được làm từ chất liệu gỗ xà cừ lõi đỏ hay tên quốc tế gọi là gỗ lim đồng bằng. Mỗi một mức giá phải nói xong là quý khách hàng sẽ nghe thấy giật mình ngay, tại sao nó lại rẻ và đẹp và tinh tế đến như vậy. Chỉ có 18 triệu đồng cho quý khách hàng sở hữu. Hãy nhanh tay nhấc máy gọi điện ngay cho đồ gỗ Tuấn Long theo số điện thoại 0961 263 533 hoặc 0968 953 699. Xưởng sản xuất đặt tại địa chỉ làng nghề thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Fanpage đồ gỗ Tuấn Long để mọi người để tham khảo, hoặc Zalo của chúng tôi. Rất nhiều sản phẩm và cực kỳ nhiều sản phẩm. Và trước mắt quý hàng đây, cái bộ sản phẩm 18 triệu là của chị Lê Thị Dung ở thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, đã tin tưởng và đặt mua của chúng tôi. Trong buổi sáng hôm nay chúng tôi sẽ bàn giao bộ sản phẩm này về với gia đình nhà chị. Chúc chị luôn luôn mạnh khỏe và tràn ngập hạnh phúc. Vâng, quý hàng chỉ cần bỏ ra 18 triệu là sẽ sở hữu cái bộ sản phẩm này. Ngay sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết kích thước, chiều cao, chiều sâu, độ dày của sản phẩm cho quý hàng nắm bắt được. Với một cái đoạn dài trong bộ 6 món bao gồm chiều dài là 2m 23 phân, cao 1m 31 và sâu là sâu 65 phân. Mỗi một thông số kỹ thuật cực kỳ ấn tượng. Tay là tay đặc, ván dày 1,5, khuôn mặt dày 3 phân và yếm dày 3 phân. Ván vách của chúng tôi là dày 2,5 phân cũng như trương dày 8 phân. Sản phẩm được đục CNC và được chỉnh sửa bằng tay cực kỳ kỹ và tinh tế cho quý hàng đặt mua sản phẩm này. Đối diện là hai cái ghế có đồng kích thước, là bề ngang 1m05, cao 1m27 và tổng chiều sâu là 65 phân. Tay là tay đặc. Chính giữa là một cái mặt bàn với bề ngang là 67 tính theo mặt kính và chiều dài là 1m37. Nếu tính phổ bì là chiều ngang là 73 nhân với chiều dài là 1m45. Mặt bàn ván liền một tấm, chạm khắc cảnh chống đồng Đông Sơn, gợi nhớ đến thời kỳ hào hùng và thời kỳ dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Vế bàn là mỗi bên có một ngăn kéo để đồ cực kỳ tiện lợi. Và đây là một cái đôn đầu bàn với bề ngang là 67 nhân với chiều dài là 45. Tất cả ván bàn, ván ghế, ván đoạn của chúng tôi đều là một tấm ván liền một tấm. Và cái điều đặc biệt hơn của cái sản phẩm này là chúng tôi là gỗ 100% đã là gỗ lõi và đã được tẩm sấy xử lý chống mối mọt cong vênh. Với sản phẩm này chúng tôi bảo hành kỹ thuật cho quý hàng cũng như chị Lê Thị Dung ở thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, là bảo hành kỹ thuật trong vòng 3 năm là 36 tháng và cam kết sản phẩm sẽ không mối mọt từ 15 năm trở lên. Quý hàng là quan tâm đặt mua thì hãy trực tiếp liên hệ với tôi, anh đồ gỗ Tuấn Long, số điện thoại trên biển quảng cáo bao gồm có cả Zalo cũng như là Fanpage và các cái sàn giao dịch của chúng tôi như Lazada, Sendor và Market, để cho mọi người cùng vào ngắm nghía và tham khảo. Chỉ cần bỏ ra có 18 triệu đồng là quý hàng sẽ sở hữu cái bộ sản phẩm này, vừa đẹp vừa rẻ, vừa bền vừa tinh tế và sang trọng. Không ở đâu có cái sản phẩm đẹp và rẻ như xưởng gỗ chúng tôi. Bởi vì tại sao? Chúng tôi là người sản xuất trực tiếp và bán tận tay người tiêu dùng, không qua trung gian hay cửa hàng. Tới đây đồ gỗ Tuấn Long xin kết thúc video và cảm ơn quý hàng đã lắng nghe và theo dõi cái sản phẩm của ngày hôm nay. Thân ái xin chào và tạm biệt.